bước khởi đầu khát vọng giao thông thông minh. Xây dựng và giao thông vận tải là trụ cột quan trọng để phát triển nền kinh tế. Vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực trọng yếu cần được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số đã và đang góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá cho việc thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành và mang lại sự tiện ích, thuận lợi, an toàn cho người dân. Nỗ lực chuyển đổi số toàn diện và đạt được những thành công nhất định, vị thế của ngành xây dựng và giao thông trong những năm qua đã được nâng lên một tầm cao mới.
Việt Nam, đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lạ rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Mỗi công dân Việt Nam, dù có theo một tín ngưỡng nào, có thuộc dân tộc nào, trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, thì chúng ta cũng chỉ có duy nhất một đất nước, một tổ quốc Việt Nam để yêu thương, để tự hào. Chúng ta hãy giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp ấy cần được phát huy, lan tỏa để màu cờ tổ quốc, hồn dân tộc mãi bừng sáng trong bức tranh hiện thực của cách mạng Việt Nam. Trong suốt những tháng năm xây dựng và trưởng thành, trải qua các giai đoạn phát triển với những tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ lịch sử, ngành xây dựng và giao thông vận tải đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Công nhân viên chức lao động trong toàn ngành luôn một lòng an tâm, tin tưởng vào tổ chức công đoàn, hăng hái thi đua lao động và có những đóng góp quan trọng vào trong những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong? Bạn thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà đã tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn.
chẳng má mùi tới những công trình. Dù đất là nâng chân hay đỉnh đèo đá lăng, cuộc thật đẹp quý bao chân sức trong lòng ở chiến sĩ anh giao thông. Trái tim Việt Nam bên những con đường sứ mệnh ngày giao thông đi trước qua đường thì nó theo hay nhạt xuôi sâu từ biên giới đến những miền đường nơi có chúng tôi những chiến sĩ kiên cường tự hào ngày giao thông đi trước qua đường tự hào ngày giao thông đôi núi non sông trải qua bao thăng trầm với muôn ngàn sao to lòng ta luôn khát khao dựng xây quê hương xây đất nước tươi đẹp hơn sứ mệnh ngành giao thông đi trước mơ đường những con cao hay ngàn suối sâu từ miền xuôi đến những miền đường nơi có chúng tôi những chiến sĩ kiên cường tự hào ngành giao thông đi trước mơ đường sông gió lòng ta luôn khát khao dựng xây quê hương đất nước tươi đẹp hơn dựng xây quê hương đất nước tươi đẹp tổ chức, ban giám khảo đã tạo ra một sân chơi giao lưu bổ ích và vui vẻ.